Em à, xin chào các bác nha, đã đến với video của em kênh Thằng Nhiều Quải. Hôm nay em giới thiệu quán là một siêu phẩm, giá em cũng sale luôn nè. Tiger nấu cơm cháy, đây nấu cơm cháy nha. Không nấu thì tắt lúc này chứ, nồi 1 lít, hẹn giờ đầy đủ. Đây là lúc giây phút, lúc giờ không hẹn thì mình tắt cho em. Lúc này mới hẹn giờ chứ. Như đây này có 2-3 khung giờ này nè. Còn lúc này là lúc hâm cơm, nhắn vô giữ 3 giây sáng đèn đó, ngoan tắt cho em. Rồi mình đã test ok nha các bác, chức năng đầu tiên là chức năng cơm ngon nè, này cái tiết kiệm điện, gạo trắng nấu thông thường, quay là nấu cơm ngon nè, bấm cái là cơm cháy nè, bấm cái cơm ngon là nó hơn 60 phút đó, 60 phút nha. Không nói các bác tắt cho em, mình đi vào nội thất cho em nè, ngon xanh mướt luôn các bác. Áp suất thì 2 bi, nồi 1 lít, tần số 2016, màn hình led áp suất 2 bi, son chín lớp, đẹp không tì vết nha, con thì xanh mướt. Đẹp gan cho các bác, không vấn đề gì mà để lăn tăn hết, em này rất là đẹp, nội thất đẹp gan lắm nha, ngoại thất cũng có xì số chút đỉnh cho nó hàng bãi. Nói chung em này cũng sale cho các bác giá mà hợp lý nhất luôn có thể nè, trông sạch đẹp. Giỏ nhựa này không có cống mớp thì bác, ở đây nó hơi cái mạ cơ gom có bị chày tí xíu nè, nhưng không sao ha, chung là hàng bãi mà các bác mua cần cái chất lượng có nguyên zin thôi, còn cái ngoại thất đó thì cũng phải là nó có chày xước, có thông cảm nha. Những nồi này giá nó cũng hơn 20 triệu tại Nhật á, như về thì bán giá thì bằng 1 phần 10 thôi. Điện áp 100, công suất là 1200, model Japan, sản xuất tại Japan, là sản xuất tại Nhật. Hiện tại em đang có bán là cục tử nguồn điện là 2000W này các bác, nấu nồi cơm nha, giá là 550 ngàn, cục 3000W với giá là 700 ngàn là nấu được 2 nồi cơm cùng lúc. Thì màn hình ẳn các bác, màn hình này là các bác gọi là bất tử luôn nè, không bao giờ hết pin luôn đó. Thì hiện tại thì em đang bán với giá yêu thương cho các bác nha, là với giá là hai triệu đồng đó, chuyển đủ thêm bao ship cọc cho em là 200 thì các bác trả tiền ship nha. Nồi còn rất là đẹp, trong lòng còn rất là ok. Rồi nếu ưng mẫu này các bác cho màn hình gửi qua Zalo giúp em đó, giá yêu thương cho các bác là 2 triệu đồng. Nồi 1 lít sản xuất 2016, nồi cao tầng IH áp suất 2 bi, nút tắt, nút nấu, nút hẹn giờ, nút giữ ấm, nút phút, nút giờ và menu chỉnh chế độ nấu sôi nấu cháo gạo lứt đầy đủ nha. Thì hiện tại thì em bán cho các bác là đã test đã kiểm tra hết, ưng thì chụp màn hình nhớ qua Zalo giúp em nè. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video nha, chúc các bác là nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ.